rồi. Quá trời nó lặn luôn. Xong rồi nha các bạn. Rồi trời mưa lâm râm cắt luôn. Mưa vậy cắt luôn hả? Hả? Mưa vậy cắt luôn hả? Tiếp tục chia sẻ với các bạn cái con DC70 nha các bạn. Rồi đang cắt, trời mưa lâm râm cắt luôn các bạn ơi. Các bạn nhìn này, mưa lâm râm mà mưa này nãy giờ khoảng 1 tiếng hồi nha các bạn. Và con này chạy giữ tay, con này mới đấu bánh chớn các bạn nha. Có bánh chớn mà bánh chớn như thế nào đó mình cũng không có gần nữa, mình chỉ nghe nói vậy thôi. Thầy dữ quá các bạn. Để em lát mình hỏi anh mới kéo ra đó bánh chớn gì nha các bạn. Ở đồng mình đang đứng bây giờ thì đang ở đồng trời đỏ các bạn ơi, quá trời mưa nước màn hình các bạn ơi. Con này rắc dữ quá, lúa này lúa đầy thơm nha các bạn, quá trời trống rồi dàn lúa này.
Thank you.